Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Oh wow, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa, mình đã thấy được một cái núi lửa rồi mấy bạn ơi. Ok, wow, ở trên kia nó có nguyên một cái gì ta, một cái bãi đất trống luôn kìa. Bây giờ mình sẽ bay lên đó nha các bạn nha. Nè mấy bạn coi cái máy bay của mình bay xuống nè. Ui, bùm chiêu. Ok, Sam rồi. Trời ơi, tôi đây. Ui, trời ơi, nguy hiểm mà. Trời ơi, trời, Sam ơi, bà lái máy bay kiểu gì, xém nó bà tung xuống lava luôn kìa. Trời đất ơi, mới tập lái ông nội ơi. Một tí nữa là, xém một tí nữa là Sammy biến thành cá mập nướng luôn các bạn ơi, tà hồi lao thiệt chứ. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Thì như anh em đang thấy thì hiện tại mình và Sammy đang ở trên một cái núi lửa bạn ơi, bạn coi này thấy không, xung quanh toàn là lava luôn nè, xung quanh anh toàn là lava. Ê đó, bạn thấy không? Ôi trời, bây giờ ha, mình với Sammy mà bị té xuống dưới đây cái thôi là bọn mình với Sam sẽ biết thành cá nướng luôn bạn ơi, cá mập nướng với cá heo nướng nha. Ôi trời, ok, rơi xuống đây là thành heo quay luôn á Sam. Ấy mà Phong ơi, ủa gì kỳ vậy, tôi tưởng là ông dẫn tôi đi cắm trại chỗ nào đẹp đẹp thơm không á, mà Phong sao chỗ này nhìn nó u ám, nhìn nó nóng bỏng dữ vậy. Hôm nay nè mấy bạn ơi, mình đã đưa Sammy đến núi lửa và hôm nay hai đứa mình sẽ cùng nhau thử thách cắm trại trên núi lửa nha anh em nha. Anh em có thấy có ai cắm trại trên núi lửa chưa? Từ trước giờ các bạn chỉ nghe là cắm trại ở trên gọi là sao ta? Ở dưới biển nè, cắm trại ở trên gọi là núi nè. Chứ có bao giờ mấy bạn nghe là cắm trại ở gọi là trên núi lửa chưa đó? Bởi vì sao? Bởi vì trên núi lửa rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi, xung quanh quá trời lava luôn nè. Đó, rơi xuống đây cái là bị cháy liền luôn các bạn. Bởi vậy cho nên cái này là một cái thử thách rất là nguy hiểm luôn. Và hôm nay mình và Sammy bọn mình sẽ cùng nhau cắm trại trên núi lửa để thực hiện thử thách của các bạn nha. Nếu như các bạn muốn trong những tập sau mình với Sammy cắm trại ở chỗ nào nữa thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha các bạn nha. Ok, rồi khoan đã, Sammy tôi nói bà nghe nè. Ở chỗ này à, tôi có chuẩn bị mấy cái rương nè, bà coi trong rương này đi. Trong cái rương này có rất là nhiều đồ để mình cắm trại luôn. Đấy. À bây giờ tôi sẽ giao cho Sam nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ của Sam là hãy chuẩn bị liều cắm trại nè, đó hiểu không? Còn tôi thì tôi sẽ chuẩn bị đồ cho bà. Ok. Rồi, không sao, mấy cái chuyện này nhỏ để tôi chuẩn bị cho. Rồi đưa cái liều của tôi đi để tôi làm cho. Nè nè, đây là cái liều màu xanh của tôi nè. Đấy, ok. Rồi, bây giờ nè các bạn coi nè nha. Ở đây Phong chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Đấy, có cả giáp kim cương nè, táo vàng rồi luôn. Đấy, ghê chưa. Ok, đây. Đấy, ok. Đặt mấy cái lều cắm trại ra. Đây chính là chỗ ngủ của bọn mình nè các bạn. Ok. Hey, mà Sam ơi, bà có cảm giác là bọn mình đang ở trên núi lửa nó nóng quá không Sam? Tất nhiên là nóng rồi ông nội. Trời, tôi đứng đây mà tôi chạy mỡ luôn nè. Trời ơi, trời, nóng muốn chết luôn bạn ơi. Ở trên núi lửa rất là nóng. Bởi vậy cho nên là Phong Cận đã chuẩn bị một cái này rất là thú vị luôn. Sam coi nè Sam. Đây. Mình sẽ đặt một cái block cao lên nè. Đây nha, đặt lắp cao nè. Đấy, ok. Sau đó là mình sẽ lấy trong người mình ra một cái cúp kim cương. Ok, mình sẽ đặt cái mấy cục bên dưới ra. Các bạn coi nha, đây, đặt mấy cục bên dưới ra nè. Đấy, ok. Rồi, tiếp theo nữa, Phong sẽ chuẩn bị một cái máy quạt nè. Rồi nè. Đấy, bật lên. Ồ, nó xoay dùm tròn nè, Sam ơi. Trời ơi, tôi bảo ông nè, vì sao ông lấy mấy quạt chi vậy? Bây giờ ông lấy cái gì là hợp lý hơn không? Lấy cái gì? Hay không? Máy lạnh hợp lý không? Tào lao. Bây giờ lấy cái máy lạnh á thì sống đầu làm sao mà đủ để gọi là làm lạnh hết cái thế giới này được. Giờ chỉ có cái máy quạt này mới mát thôi bạn ơi. Bạn coi nè, đó nguyên cái máy quạt luôn, mát ơi là mát luôn. Ok. Tính ra là đi cắm trại siêu VIP luôn bạn ơi. Có cả máy quạt ở trên núi lửa luôn nha bạn nha. Ok. Ôi trời ơi, nhìn lava sợ quá trời quá đất luôn á. Ok. Ở đây nữa bạn. À hay từ Sam ơi, tôi có chuẩn bị cái này hay nè Sam. Tôi cho bà nè. Đâu cái nào? Cái nào? À đây. Đâu? Đây, đó, đây là một bộ quần áo kimono của Nhật Bản. Đó, tôi chuẩn bị cho bà một bộ, tôi một bộ luôn nè. Mấy bạn coi Phong. Trời. Mấy bạn coi Phong nè. Tèn. Đó, mấy bạn ơi, bạn trời thấy gì không? Phong Cận đã trở thành gọi là gái Nhật đó. Mày ta xà la hả? Vậy có gì đâu như ma Nhật, chứ nghĩ đâu có Nhật thì Phong. Trời ơi, đâu, bây giờ Sam thử mặc cái bộ đồ coi nhìn đây. Đẹp không? Cái gì vậy? Trời ơi, đẹp quá Phong ơi. Trời ơi, tôi mới là gái Nhật nè, ông là ma Nhật thì có. Ê Sam ơi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Tính ra nha, tôi với bà nhìn cũng đâu có mập lắm đâu, mà sao mặc cái bộ đồ vô thấy mình mập quá ta. Đúng không? Ha. Trời ơi, bộ đồ mập lên 100 kg luôn Phong. Dạ, em làm sumo Phong. Mày làm sumo Phong. Tào lao. Ok. Ủa khoan Sam ơi, tính ra bà đi cắm trại bà chuẩn bị nguyên cái tủ lạnh luôn làm cái gì vậy? Đó em mở ra ăn chứ sao? Tôi là thông minh hiểu không? Trời ơi trời. Người ta đi cắm trại là người ta chỉ nướng
thịt rồi thôi chứ ai mà mang theo nguyên cái tủ lạnh bà nội. Trời ơi. Ok. Đây. Bây giờ ông gọi là nướng thịt cho tôi ăn đi. Còn ok ok, đây đây có đồ để nướng thịt nè. Mà khoan nha, tính ra các bạn biết gì không? Phong Cận á đi cắm trại nhưng mà Phong Cận vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đó chính là quay video cho các bạn xem. Cho nên ở đây Phong đã chuẩn bị cho Phong nguyên một cái bàn máy tính để Phong quay video luôn, đây coi nè. Trời ơi, bị không ông quay clip ở lava hả? Trời ơi. Đúng rồi, đây chuẩn bị nguyên cái bàn máy tính luôn nè các bạn coi nè, đây là cái màn hình máy tính nè. Ấy ok, từ từ đặt nhầm mấy bạn ơi. Đây mấy bạn coi nè, nguyên một cái dàn PC luôn, ở đây là cái thùng PC nè đó. Thấy không? Hôm nay chào mừng mấy bạn đã quay trở lại với thử thách của mình. Hôm nay mình sẽ gọi là quay clip cắm trại ở trên lava nha các bạn nha. Đó có nguyên thùng PC luôn ấy. Ok, chỗ này thì có thêm cái máy quạt nữa, quá hợp lý luôn. Đấy, ok, mình ngồi đây mình quay clip. Quay clip đi bà, quay clip đi. Ok, mà khoan từ, tính ra mình đang ở trên lava thì làm gì có điện mà mình quay clip ta, đúng không Sam? Tôi thắc mắc ông đặt làm chi vậy? Trời ơi trời. Vậy tính ra là bà mang theo cái tủ lạnh làm gì, ở trên núi lửa cũng đâu có điện đâu mà mang cái tủ lạnh theo làm gì hả? Con đẹp được không, tôi tính được không? Tào lao. Ok, từ đây để mình coi còn mình còn mang theo cái gì nữa không ta. À đây là mình có mang theo mấy cái cây nữa bạn ơi, để mình gọi là gắn ở xung quanh đây đó. Tại vì nhìn cái núi lửa nhìn nó bị gọi sao ta, nó bị nóng nực quá bạn, mình phải trồng thêm cây để cho nó thật là gọi là tươi mát nha các bạn nha. Đấy mấy bạn hãy nhớ là hãy học hỏi theo Phong là hãy trồng cây để cho gọi là sao ta, trái đất chúng ta sẽ gọi là càng ngày càng xanh mát hơn nha các bạn nha. Ủa này là gì đây? Cái gì vậy? Tập không không. Trời ơi. Cái gì vậy? Bà chuẩn đi, bị. Trời ơi. Bà chuẩn bị, bà chuẩn bị luôn nguyên một cái gọi là nguyên một cái hồ bơi trên đây luôn hả? Trời ơi trời. Sao ông nóng thấy không? Tôi là tâm lý hiểu không? Đó, tôi là Sam tâm lý hiểu không? Đó. Ê mấy bạn ơi, tính ra lần đầu tiên mình thấy có người đi cắm trại mà mang theo nguyên cái hồ bơi, theo nguyên cái ê cháy, cháy sao? Cháy. Trời ơi, là trời đẹp cái cây chi bây giờ cháy. Trời ơi trời, quên tôi quên mất, ở này là ở trên núi lửa là không được trồng cây, quên trồng cây là nó cháy luôn á. Trời ơi trời, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Thôi đập ra rồi đó. Ok bạn ơi, khoan từ để mình sẽ Sam ơi, mà biết tôi mang theo gì để đi cắm trại nữa không? Cái gì? Nè tôi mang theo nguyên cái hồ cá. Trời ơi, bị không á, mấy cá chích sặc bây giờ. Trời ơi, mang vô. Ôi, yên tâm đi, trong cái hồ cá này nó có. Rồi Sam nó rơi xuống lava luôn rồi Sam ơi. Rồi Sam không thấy không? Vậy hồ cá của tôi đúng rồi, trời ơi. No, mấy con cá của mình nó rơi xuống lava hết trơn rồi bạn ơi. No. Thôi không sao, hao kệ đi. Nói chung là cái này là chỉ là mô hình thôi mà không sao hết. À đây, Sam ơi, tôi chuẩn bị cho bà thêm một cái quạt nữa nè. Mình dùng cái quạt này để mình quạt. Hợp lý đang nóng nè Phong. Đang nóng. Ủa quạt đâu? Đang rất là nóng nực luôn bạn ơi. Chúng ta sẽ sử dụng cái quạt, chúng ta quạt. Đấy, rất là mát luôn nha. Ok. Nè Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Hôm nay nha, hôm nay sẽ không phải là một buổi đi cắm trại bình thường đâu, mà hôm nay bà coi à, tôi mang theo rất là nhiều đồ nè, coi nè. Đây đó, bà thấy cái này là gì không? Trời ơi, bích cà rô luôn. Đúng rồi. On the mic trên đây luôn hả? Đúng rồi, tôi sẽ làm một cái buổi hát trên đây nè, trống đồ cái kiểu nè, rồi xong có cây đàn luôn nè, đó. Đàn guitar luôn, để cái đàn guitar này nữa. Tin 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 tin. Đấy, ok. Rồi, hôm nay ok, từ, để tí, mình sẽ lấy cái ghế nè. Lấy cái ghế ra. Rồi, Sammy, lại chỗ này ngồi. Ngồi lên. Đó, ok. Khán giả nha. Đúng rồi. Ôi, con lớn lắm. Ủa cái gì vậy Sam? Tính ra là bà làm khán giả mà bà quýnh tôi luôn hả Sam? Tôi đang hoang hô ông hiểu, tôi đang kiểu Phong ơi. Trời ơi trời, tính ra mình làm ca sĩ mà khán giả quýnh ca sĩ luôn bạn ơi, cái gì kỳ vậy? Ok. Rồi, hôm nay Phong Cận gọi là gì ta, rapper Phong Cận xin gửi đến quý vị khán giả một bài hát. Ở tính nào mình đang mặc gọi là áo kimono của Nhật Bản thì mình phải hát một cái bài gì đó của Nhật Bản đúng không bạn? Hát bài gì của Nhật Bản vậy ta? À đúng rồi các bạn ơi, mình biết có một cái bài này của Nhật Bản rất là hay luôn nè. Bài này bảo đảm là tuổi thơ của các bạn nè. Gao Akadake Gao. Hả? Bài này là bài của siêu nhân Gao mà không biết hả? Ông hát xong tôi quên bản gốc luôn, ba ông hát gì dở vậy? Thì tính ra tôi đâu có thuộc lời, tôi hát tầm bậy mà trời ơi, nhưng mà tôi chỉ nhớ. Tính ra nha, lúc nhỏ bảo đảm với bạn luôn, bạn nào mà coi siêu nhân Gao bảo đảm luôn là mấy bạn cũng sẽ hát cái bài siêu nhân Gao, nhưng mà bạn chỉ nhớ có mỗi câu Gao thôi, còn mấy câu kia bạn hát tầm bậy bạ luôn. Thôi được rồi, lâu à, kệ tôi, miễn là hôm nay chúng ta gọi là cắm trại ở trên núi lửa cho bạn xem là được rồi, hiểu không? À mà khoan, từ hey, tính ra bạn biết gì không? Cắm trại trên núi lửa từ nãy giờ bạn coi nè, mình chuẩn bị tủ lạnh luôn nè, hồ bơi nè, ấy hồ bơi, rồi còn chuẩn bị thêm nguyên cái máy quạt luôn, nhưng mà sao vẫn còn thấy nóng quá ta? Sam thấy nóng không Sam?
sống quá trời luôn, gặp mặt cái đồ nhìn bộ đồ của ông kìa, trời ơi mặt muốn chạy mỡ luôn kìa. Trời ơi, tính ra là đồ kimono là một cái bộ đồ nó rất là gọi là nóng luôn các bạn, mà mình còn mặc ở trên núi lửa nó không được được. Ở đây mình có chuẩn bị rất là nhiều thứ hay ho nè. Sam mở mở rương ra coi nè. Đây đây từ. Nè. Ui. Nè bà coi nè Sam, lại đây đây tôi cho bà coi này nè. Đây bà biết tôi đang sấy gì không? Tôi biết. À, má quá. Hả? Ủa ai đây? Đây là người tuyết, các bạn không biết người tuyết hả? Nhưng mà khoan, một em bé người tuyết như thế này không thể nào mà làm cho chúng ta mát được, hiểu không? Ê, tôi có chuẩn bị thêm một cái chai thuốc nè, bà coi nè, tôi sẽ chọi chai thuốc vô người của em bé người tuyết nè. Búp. Đó. Ủa bị gì vậy? Ủa bị gì vậy? Nó đang giật giật đó, bà thấy không? Nó đang gọi là đột biến đó, bà coi nè. Bùm. Ủa trời ơi, ủa cái gì vậy? Ủa mát kìa, mát kìa. Đó, thấy không? Có quá trời tuyết luôn nè, ghê chưa, ghê chưa? Ấy mấy bạn ơi, bạn coi nè, bây giờ em bé người tuyết đã trở thành em bé người tuyết xấu muối nha các bạn. Trời ơi, gì mình đô co lực lưỡng dữ vậy? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tha hồ mà mát luôn, không sợ bị nóng nữa rồi. Đó, trời mát quá. Mát quá bạn ơi. Mát quá, trời ơi, mát lạnh luôn á. Ôi ơi, mát lạnh, bị cháy kìa mong ơi. Oh no, bé người tuyết bị cháy các bạn ơi. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Có nước không, có nước không, có nước không, có nước không? Không sao, không sao, thôi, được rồi. May quá bạn ơi. Ủa mà khoan, từ tôi nghe có cái tiếng gì ở bên dưới đây từ nãy vậy, nó có kêu gọi là hình như tiếng con nhện hay sao ta? Từ tôi đào xuống dưới. Có hả? Rồi xuống giết voi lỡ có. Ủa sao dưới núi lửa là có nhện gì cày vậy? Tôi không biết, nó hình như bên dưới đây nó có hang nhện hay gì á, tôi nghe tiếng con nhện ở đây. Ồ ồ, nó cứ ồ ồ ngoài trừ nghe khó chịu ghê. Nó có kêu nãy giờ, từ tôi đào xuống xem. Ui, bỏ thấy không? Nguyên con nhện ở bên dưới luôn mà sao mày? Từ tôi xuống tôi đánh á. Con nhện kìa. Trời ơi trời. Hello bạn. Nguyên con Creeper luôn, Sam ơi, chết tôi rồi, no. Ổn quá. Ui, may quá, không sao. Trời trời, mấy bạn ơi, bên dưới hang này nhiều quái vật quá bạn ơi. Oh my god, ok, từ, ở bên dưới này có gì đây? Bên dưới này nhiều quái vật quá à, Sam ơi. Trời ơi, không được, mình ở trên đó đi Sam, mình đừng có xuống đây Sam ơi, bên dưới đây nhiều quái vật lắm. Từ từ, để tôi leo lên. Đây, từ để tôi xíu, tôi leo lên. Ui, trời ơi trời, ở bên dưới này nhiều quái vật lắm Sam ơi. May quá, tôi có chân bị. Ủa gì kỳ Phong, ủa gì kỳ vậy, dưới núi lửa mà có cái vật hả? Sao tôi nghe nó hư cấu vậy? Đúng rồi, trong núi lửa là có quái vật là chuyện bình thường mà. Để tôi tí, tôi có chuẩn bị rất là nhiều đồ, gọi là giáp kim cương với lại kiếm kim cương trong này nè. Với táo vàng nữa nè, bà lấy bà ăn đi. Đấy, ok, mình sẽ lấy ra nha. Lấy hết mấy cái đồ này ra bạn ơi. Ok. Mà hình như là bên dưới đó nó có báu vật hay gì á Sam ơi, hình như là bên dưới có báu vật hay sao á. Mà tôi thấy có nhiều quái vật lắm. Từ để mình kể cái bộ đồ kimono ra nè. Đó, xong mình sẽ mặc giáp kim cương vô cho chắc ăn nha. Rồi ok, lấy táo vàng ra ăn luôn bạn ơi cho chắc ăn. Nhầm. Rồi ok. Hay, từ từ Sam, xuống đây. Hình như tôi thấy bên dưới đây nó có kho báu hay sao á. Xuống đây nhanh lên. Kho báu hả? Ủa dưới núi lửa mà có kho báu luôn, sao xịn dữ vậy? Đúng rồi. Ui, Phong. Creeper, trời ơi, nãy giờ tôi gặp Creeper quá trời luôn. Ui. Ủa bạn ơi, bạn coi kìa, bên dưới quá trời quái vật luôn bạn ơi. Bên kia kìa, ghê quá, có mấy xương người kìa. Ôi trời. Cái gì mà bên đây có xương người luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, vậy cái này không phải là núi lửa bình thường bạn ơi, đây chính là núi lửa của quái vật. Wow, trời, cái gì mà ghê quá vậy ta. Khoan từ, Sam ơi, yên tâm, tôi có mấy em người tuyết đây, tôi sẽ thả mấy em người tuyết xuống quýnh hết cái con quái vật này. Đi ra. Không được không? Được, coi tôi nè, bây giờ tôi sẽ để mấy cái tuyết lên nè, tạo ra một em người tuyết nè. Sau đầu tôi sẽ lấy một cái bình thuốc, tôi chọi người em người tuyết. Búp. Rồi, tôi sẽ biến em người tuyết thành em người tuyết cơ bắp xấu muối. Đấy. Bùm. Trời. Rồi, okay. Xấu muối xuống xử mấy bọn kia đi xấu muối ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đẩy em người tuyết xuống dưới. Rồi, em người tuyết. Rồi. Quýnh nó đi em người tuyết. Trời ơi, nó quăng yêu quái kìa. Ủa cái gì vậy? Sao nó không quýnh ta? Quýnh đi em. Ui, nó quýnh kìa. Nó đang quýnh kìa bạn ơi. Rồi. Trời ơi, mạnh ghê vậy. Ui, nó khỏe quá bạn ơi. Mà khoan từ, một con hay chưa đủ Sam ơi, mình phải tạo nhiều hơn nữa. Để tôi. Đúng rồi. Đấy, tôi sẽ đặt ra thêm nè. Đó. Ra tránh ra. Từ tôi tạo thêm người tuyết. Đó, tạo thêm nè. Rồi, lấy bình thuốc chọi vô người mấy em đó. Búp. Ok, một em nè. Rồi. Hai em. Thêm một em ở đây nữa. Hay. Ba em. Rồi ok. Ủa sao nó chết vậy? Thì sẽ có con, nó sẽ đột biến được, có con nó không đột biến được, hiểu không? Rồi xuống dưới đi em. Rồi xuống dưới đi con ơi. Xuống dưới. Đó bị bọt mày đi. Ba phụ tôi chứ, bà phụ tôi. Rồi đây, tôi đang đẩy nè. Rồi xuống đi. Trời ok. Ơi. Rồi xuống. Bây giờ bọn mình xuống luôn sao? Hey. Ok. Mấy con zombie, tao không sợ tụi mày đâu. Lại gần đây. Tụi mày. Đây. Đông quá mấy bạn ơi, đông quá. Ok. Trời ơi, đông quá. Mình phải tạo thêm người tuyết. Ok, tạo thêm người tuyết nè. Ê, con nhện nó cắn tôi. No. Để tôi. Ui trời ơi. Trời ơi. Gì mà nhiều quá vậy? Ui mẹ.
Ui mấy bạn ơi, bạn coi kìa, mấy con người tuyết của mình nó quýnh chết hết mấy con quái vật luôn bạn ơi. Trời ơi trời, ghê vậy. Ok từ, để mình đặt thêm, mình đặt thêm người tuyết để cho nó quýnh mấy con quái vật. Đó, đúng rồi, quýnh nó đi. Đúng rồi, chọi nó. Đúng rồi, hay quá, chọi nó. Rồi ok. Ui mấy bạn coi kìa, mấy em người tuyết cơ bắp xấu muối dùng mấy cục đá chọi mấy con quái vật chết queo hết trơn luôn bạn ơi. Ôi ôi ngầu quá. Ngầu quá trời ngầu luôn. Trời. Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Hôm nay nè, mình và Sammy, bọn mình đã cùng nhau đi cắm trại ở gọi là trên núi lửa. Và bọn mình còn lụm được thêm một cái gọi sao ta, một cái gì ta, đồng hồ biến hình. À không, cái này ta gọi gì, cái quả tim của Iron Man đúng không ta? Có thể giúp cho mình biến thành gọi là Iron Man bạn ơi, bạn coi nè. Ôi. Xịn quá bạn ơi. Xịn không? Biến thành Iron Man luôn. Quá xịn, quá ngầu luôn mấy bạn ơi. Ok, và bạn thấy cái bộ giáp Iron Man này như thế nào? Mấy bạn thấy cái bộ giáp này có ngầu hay không? Nhớ bình luận cho mình biết nha, nó chiếu được laser rồi nữa bạn. Đó. Wow, vậy tôi biết thành siêu nhân rồi Sam ơi. Tôi sẽ... Trời ơi, ghen tị quá à. Tôi còn muốn biết thành siêu nhân. Trời ơi. Thôi, bà làm con gái, bà làm sao bà làm siêu nhân được? Chỉ có con trai mới trở thành siêu nhân được thôi, hiểu không? Ok, rồi, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này nè, đừng quên là hãy để lại cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Ok, và trong những tập sau, mấy bạn muốn mình và Sammy cắm trại ở chỗ nào nữa thì nhớ bình luận ở cho mình biết nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Từ từ để tôi thử, tôi chiếu laser vô con này coi. Đâu? Trời ơi, nó văng 8 mét luôn. Nó văng 8 mét luôn Sam ơi, trời ơi trời. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye.